Người dơi tung hoành ở Mexico, bắt tội phạm trói vào cột như phim. Người dơi hiệp sĩ bóng đêm nổi tiếng trong các bộ phim bom tấn Hollywood và truyện tranh có thể đang tuần tra, truy bắt tội phạm trên các con đường ở Mexico. Trong vụ việc gần đây nhất, hai kẻ cướp giật đã bị người dơi bắt trói vào cột đèn chờ cảnh sát đến xử lý. Mexico là quốc gia nổi tiếng với những băng nhóm tội phạm bạo lực, buôn ma túy nguy hiểm. Người dân ở đây lúc nào cũng mong chờ một anh hùng như người dơi xuất hiện và trừng trị lũ tội phạm. Daily Mail bình luận: hôm 25 tháng 11, một người đàn ông và một phụ nữ có hành vi cướp giật đã bị người dơi phát hiện rồi bắt trói vào cột. Vụ việc xảy ra ở thành phố Rio Bravo, Mexico. Cặp đôi cướp giật cho biết họ đụng phải một người đàn ông ăn mặc giống người dơi trên phim và bị người này trói vào cột đèn bằng băng dính. Chúng tôi theo dõi một người phụ nữ, giật lấy túi xách của cô ấy rồi bỏ trốn, người đàn ông khai ở đồn cảnh sát. Trong bức ảnh chụp tại hiện trường, hai nghi phạm bị người dơi vẽ mặt hề giống hệt Joker, nhân vật phản diện là kẻ thù lớn nhất của hiệp sĩ bóng đêm trong các bộ phim, truyện tranh. Trên cơ thể họ còn bị viết dòng chữ "Tôi là tội phạm". Trong các bộ phim siêu anh hùng, người dơi có tên thật là Bruce Wayne, một tỷ phú ở Gotham, thành phố giả tưởng ở Mỹ. Anh thường xuất hiện vào ban đêm để truy bắt tội phạm trong bộ đồ đen bí ẩn. Việc người dơi bằng xương bằng thịt xuất hiện ở Mexico khiến nhiều người tò mò về danh tính của nhân vật bí ẩn. Chúng tôi không có việc làm và không có tiền. Chúng tôi đã sai. Chúng tôi rất xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, nghi phạm nữ, người tự nhận mình tên Lu Magali, nói ở đồn cảnh sát. Cảnh sát thành phố Rio Bravo cho hay, Lu Magali đã cố gắng tự giải thoát cho mình và đồng phạm khỏi mớ băng keo trước khi bị bắt giữ. Tuần trước, bốn nam thanh niên tổ chức cướp xe khách ở Rio Bravo cũng bị người dơi bắt trói. Trước khi được giao cho cảnh sát, bốn thanh niên này cũng bị người dơi vẽ mặt hề lên mặt. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy bốn thanh niên bị trói tay bằng băng keo, buộc phải cởi trần diễu phố. Họ khai đã đụng độ với một người đàn ông mặc đồ giống người dơi. Hiện cảnh sát thành phố Rio Bravo chưa đưa ra bình luận gì về việc người dơi xuất hiện, trừ gian diệt bạo,